Xin được chào tất cả các bạn. Điều hiển nhiên hầu như ai cũng biết rằng để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi thì phải có khả năng truyền cảm hứng và khả năng thúc đẩy đội ngũ đã có rất nhiều sách rất nhiều khóa học về lãnh đạo ra đời với lời hứa sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng lãnh đạo ừ, ừ. nhưng thực tế không ai đề cập đến phương pháp thực hiện cụ thể công cụ thực hiện hiệu quả cả bởi vì sao các bạn biết không để truyền được cảm hứng và để đội ngũ hết mình sống chết với tổ chức với mục tiêu đã đề ra thì không phải nói suông mà được đâu các bạn ạ à. chính vì thế talent tạo ra khóa tương tác rất 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 thực tế và thực dụng đây đó chính là nghệ thuật lãnh đạo pape này đây Khóa học về nghệ thuật lãnh đạo thì tất nhiên phải do những nhà lãnh đạo lâu năm, giàu kinh nghiệm đứng ra giảng dạy rồi phải không các bạn? Balance tự hào có các chuyên gia với hơn 20 năm đảm nhận các chức vụ quản lý cấp cao như là giám đốc điều hành, giám đốc kinh doanh hay là giám đốc nhân sự tại rất nhiều tập đoàn đa quốc gia và của Việt Nam tham gia giảng dạy. Ngoài nhiều năm kinh nghiệm ra, các chuyên gia của chúng ta còn có học vị như là tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân điều đặc biệt nhất đó là khát vọng của các chuyên gia palace thì chỉ có một mà thôi phát triển con người phát triển doanh nghiệp phát triển đất nước nhằm giúp tăng thu nhập người việt nam trong tốc đầu asean và các chuyên gia có thành tựu đáng tự hào họ đã phát triển thành công công cụ chọn nghề hành nghề đầu tiên của việt nam hiện đã có mặt trên thị trường một câu hỏi đặt ra với các bạn là làm cách nào để có thu nhập cao trong tốp đầu asean đây đó chính là học những kinh nghiệm thực tiễn từ các chuyên gia tham gia vào các khóa học tương tác thực tế trong những khóa học này các bạn sẽ được học những kinh nghiệm thực tiễn được tổ chức một cách hệ thống trọng tâm nhất và quan trọng nhất là giúp cho mình tích lũy được kinh nghiệm dễ dàng vượt qua các trở ngại trong cuộc sống lẫn cả công việc kinh doanh với khóa nghệ thuật lãnh đạo 3B, các bạn sẽ hiểu một và biết hai. Hiểu là hiểu rõ thực chất để trở thành nhà lãnh đạo thành công là như thế nào. Biết là biết được lãnh đạo thành công bằng công cụ gì và cần phải làm gì để có được nề nếp, chuyên nghiệp, bài bản và hiệu quả cao cho tổ chức của mình. Vậy nên, những nhà lãnh đạo như giám đốc điều hành, các cấp quản lý và những người làm nhân sự sẽ rất cần đến khóa học nghệ thuật lãnh đạo 3B này. Các bạn thân mến, với hơn 20 năm kinh nghiệm quản trị thực dụng, các chuyên gia Palance luôn xem bạn là trọng tâm của khóa học. Với quan điểm này, bạn sẽ được thưởng thức rõ các nội dung trọng tâm nhất, chất lượng nhất và đặc biệt nữa nha, bạn sẽ được tương tác trực tiếp với chuyên gia và bạn được tải về quy trình biểu mẫu thực hiện đến thành công trị giá hàng trăm triệu đồng. Tại sao Balance lại trao cho bạn bí kiếp trị giá từ hàng trăm triệu đồng như vậy? Tại sao lại có công ty chuyên tư vấn quản trị doanh nghiệp lại cả gan dám trao công nghệ hành nghề. Sau nhiều năm trăn trở, cân nhắc, thì Balance quyết định trao cho bạn những bí quyết kèm theo quy trình biểu mẫu áp dụng cụ thể để chính bạn, không ai khác, chính là bạn đó, trở thành người có thu nhập cao trong top đầu ASEAN. Đó là khát vọng, là mục tiêu chính của Balance lần đầu tiên có một công ty chuyên tư vấn quản trị doanh nghiệp dám làm điều này thì balance cũng rất mong bạn hãy ủng hộ balance chúng tôi bằng cách không chia sẻ không phát tán bất kỳ nội dung nào của khóa tương tác này sự ủng hộ của bạn sẽ là động lực giúp các chuyên gia còn tâm huyết chia sẻ nhiều bí quyết khác nữa giúp cho bạn thành công nhanh hơn bền vững hơn xin được cảm ơn các bạn rất nhiều có bao giờ bạn thắc mắc tại sao Apple, Microsoft, Coca-Cola hay là Chanel lại có độ phủ sóng toàn thế giới? Nhắc đến là ai, ở đâu cũng biết đến những thương hiệu này. Sức phát triển lại vô cùng mạnh mẽ như vũ bão như vậy hả các bạn? Tôi đoán là bạn trả lời được câu hỏi này. Vâng, đơn giản, đó là nhờ có nhà lãnh đạo tài ba hội tụ đủ 6 tố chất quan trọng của một nhà lãnh đạo nên chính họ đã làm thay đổi thế giới. Vậy thì khóa tương tác, nghệ thuật lãnh đạo 3B này, nội dung có những gì ta? Đầu tiên nha, là bạn cần phải nắm rõ về tâm lý con người và mô hình Human Resource hiện đại. Tiếp theo, ta sẽ hiểu rõ nghệ thuật lãnh đạo 3B là gì. Đến nội dung thứ ba thì bạn cần phải biết tích hợp với quản trị nguồn nhân lực. Và cuối cùng là những đúc kết rất quan trọng sẽ khiến bạn ngộ ra bạn cần phải làm gì để thành công lãnh đạo con người mà không hiểu biết gì về tâm lý con người thì điều chắc chắn là bạn sẽ mãi mãi phải hì hục với thất bại mà thôi các bạn ạ à, cuộc đời con người chúng ta tưởng dài hóa ra là ngắn lắm nha. Tương lai phía trước có nhiều điều thú vị hay không là do chúng ta quyết định ngay từ bây giờ đó. Với quyển sách Bạn là Triệu Phú là một phần của công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam sẽ giúp bạn hiểu thấu đáo hơn về lựa chọn tương lai của mình. Khi bạn tậu về quyển sách này thì bạn được tặng cốt đánh giá năng lực, giúp bạn biết được chính xác 90% năng lực thực tế của bạn so với yêu cầu của các doanh nghiệp chuyên nghiệp như thế nào. Nếu có bất kỳ điều gì cần chia sẻ, trao đổi thêm thì bạn hãy liên hệ với Palance qua website www phú com hay hotline 0839 một các bạn nhé. Palance xin chân thành cảm ơn.